ได้ได้เกลียดเจ้าจุวัดจับจังจับจังโอ้ยตัวจังxin chào các bạn nhá. Hôm nay mình tiếp tục review khu vực này. Ok các bạn. Đây, hôm nay có mấy cần thủ luôn. Toàn tay cao. Đang phụ công tác đeo kích này. Gá. Bộ sao đây? Bộ gọi à? Ông bộ gọi. À lấy hàng đây. Trên này lấy đủ được cả. Cái thua. À. Đi điện đây này không? Quân. Quân. Đây lấy đồ cá. Mình là cá bị ngu gì mà giúp vào đây. Trắng cái mẻ này đã nhìn nó biết không có cá ở chỗ này rồi. Chắc là ông bộ ông lừa chú Hà chào đi. Hả? À? Bên trong cái gì? Bên trong đi. Đeo lên kích cái sộp. Cái này nín một cá chị. Nương lông tẽn này. Còn sộp bé tí. Làm tù càng thế. Ôi giời phi. Đấy chú ơi. Từ từ vứt. Cái phi. Phi các bạn. Ôi chạy à. Phải không? Ôi đấy thế này. Chấm đấy. Đấy mà con nào mù lên đấy. Các bạn ơi, tăng cường quay luôn rồi. Ông ngủ thế lại lên trên này nhỉ. Đây đây đây. Cháu chú bắt. Chắc chắn chắc chắn. Ui, tốt thế. Ai các bạn ơi. Lên luôn rồi. Con kéo kéo kéo. Thế rồi, nó chỉ có sộp. Có nó bốc này. Này. Con này to chưa? Con này hơn 4 cân cơ nhá. À 7 cân, 7 cân. Tiên chép con gì? Chép à? Chấm. Chấm mồm con ấy. Chấm răng vào đây. À chấm trắng vào đây nhiều.